truyền thông cờ vàng kền kền ăn xác thối. Giới chống cộng cờ vàng đang tiếp cận hầu hết các vấn đề của xã hội Việt Nam dưới tư cách một lực lượng phá hoại thay vì một lực lượng xây dựng. Và trong tư cách phá hoại, họ vui mừng thay vì lo lắng mỗi khi người dân Việt Nam gặp khó khăn. Đồng thời, họ săn đón, tìm kiếm, bới móc mọi tin tức tiêu cực từ đất nước như lũ kền kền tìm xác thối. Hãy lấy phản ứng của họ trước các diễn biến của dịch COVID-19 làm ví dụ. Cuối tháng trước, khi biến thể phụ của chủng Omicron mang đến một đợt bùng phát dịch mới ở Việt Nam, nhiều tổ chức cờ vàng đã xem đó như một cơ hội để tuyên truyền chống chế độ. Suốt 2 tuần tính từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5, họ không ngừng rêu rao rằng cả thế giới không bị dịch, chỉ mỗi Việt Nam. Rồi họ quy kết rằng đợt bùng phát dịch mới là hậu quả từ chính sách của chính phủ Việt Nam khi mở cửa cho mấy chục triệu dân Trung Quốc tràn qua du lịch. Phản ứng này của truyền thông cờ vàng cho thấy bản mặt của những kẻ bất nhất. Suốt 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2022, họ đã không ngừng tuyên truyền rằng chính phủ Việt Nam không quan tâm đến đời sống nông dân nên mới không can thiệp đòi Trung Quốc mở cửa khẩu để nông dân khỏi ách tắc. Trong thực tế, việc kiểm soát chặt các cửa khẩu xuất phát từ chính sách phòng chống dịch của phía Trung Quốc và chính phủ Việt Nam không thể can thiệp sâu về vấn đề này dù muốn hay không. Vậy mà sang năm nay, khi Trung Quốc từ bỏ chính sách Zero Covid để trở lại thông thương với Việt Nam, các trang cờ vàng lại lập tức công kích chính phủ Việt Nam về việc tiếp nhận hàng hóa và du khách Trung Quốc. Cứ như thể họ đang nhổ vào chính những lời họ nói suốt 3 năm vừa qua. Có vẻ chính các nhà chống cộng mới không hề quan tâm đến đời sống của người dân Việt Nam và sẵn sàng chống lại một cơ hội để người dân tháo gỡ khó khăn kinh tế. Đi ngược với mong ước của giới chống cộng, Việt Nam không ngừng đạt được những thành công trong công tác phòng chống dịch và cải thiện đời sống nhân dân. Chỉ một tuần sau khi giới chống cộng tung tin đồn về một làn sóng dịch bệnh mới, tình hình COVID-19 ở Việt Nam đã chuyển biến mạnh theo hướng tích cực. Theo báo cáo mới đây của Bộ Y tế, từ ngày 23 đến 29 tháng 5 năm 2023, số ca nặng giảm 27,4% so với tuần trước, chỉ còn 1.898 ca đang theo dõi và điều trị. Trong đó có 35 ca bệnh nặng đang được quản lý, điều trị tại bệnh viện các tuyến. Hiện nay, tỷ lệ người bị bệnh COVID-19 nhập viện thấp hơn số bệnh nhân truyền nhiễm nhóm B và tỷ lệ nặng cũng giảm bằng hoặc thấp hơn số bệnh nhân truyền nhiễm nhóm B như sốt xuất huyết, tay chân miệng. Tuy nhiên, những thành công này trong lãnh đạo chỉ đạo của chính phủ Việt Nam không thấy Việt Tân và các bạn cờ vàng nhắc tới. Họ đang hóng hớt những khó khăn mới của Việt Nam như nạn thất nghiệp hay sự khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông để tiếp tục hô hào xã hội Việt Nam sắp loạn và cơ hội để biểu tình lật đổ đang đến gần. Nói cách khác, họ đang mong mỏi xã hội Việt Nam rơi vào khó khăn để họ được bắt đầu những hành động phá hoại lớn hơn. Thứ truyền thông như vậy thật không khác gì một loài chim ăn xác thối.